Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm Kinh tế được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế, trong thời gian vừa qua, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Theo đó, năm 2016 và 2017, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt kỷ lục và xu hướng này vẫn tiếp tục trong quý một năm nay. Tuy nhiên, trên thực tế, số doanh nghiệp giải thể, tạm dừng hoạt động, chờ giải thể cũng là một con số không nhỏ. Điều này cho thấy sức khỏe của khối doanh nghiệp vẫn còn không ít vấn đề đáng quan ngại. Vậy đâu là giải pháp để tăng số lượng và chất lượng của doanh nghiệp Việt thời gian tới? Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này. Hoạt động giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bắt đầu được chính phủ quan tâm từ Nghị định 90 ngày 23 tháng 11 năm 2001 về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đến năm 2006, lần đầu tiên Thủ tướng ban hành quyết định số 236 về phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 năm giai đoạn 2006-2010 với các nhóm giải pháp cụ thể. Năm 2012, Chính phủ ban hành quyết định số 1231 về phê duyệt kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011-2015 vừa tiếp tục kế thừa và tập trung có chiều sâu các nhóm giải pháp của giai đoạn trước và cũng có các giải pháp mới cho các yếu tố đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Ngày 3 tháng 6 năm 2017, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó nêu rõ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm. Để hỗ trợ kịp thời cho các chính sách trên, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 98 về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 10, thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. Phá vỡ kỷ lục của năm 2016, trong năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký đạt kỷ lục, cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 126.000 doanh nghiệp với 1,3 triệu tỷ đồng. Cùng với phong trào khởi nghiệp đẩy mạnh, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2017 cũng có nhiều khởi sắc. Tất cả những điều này cho thấy, với những chính sách hỗ trợ từ phía Đảng và Chính phủ, đã tạo dựng niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Năm 2017, hoạt động của doanh nghiệp tư nhân này đã có kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng 30% so với năm 2016. Theo đó, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, việc hỗ trợ từ các cấp ban ngành đã tạo nhiều điều kiện cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và trong năm 2017 thì cái chính sách của nhà nước đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất là lớn. Trực tiếp các cái doanh nghiệp được gặp Thủ tướng, được gặp những cấp trên để nói lên những cái nguyện vọng và những tháo gỡ được những cái khó khăn về những vấn đề về thuế, về đất đai. Và bản thân doanh nghiệp thì có được những sự hỗ trợ tối đa từ hiệp hội cũng như là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo Tổng cục Thống kê, điểm sáng của kinh tế Việt Nam năm 2017 là hoạt động của khu vực doanh nghiệp. Theo đó, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với quý 1 năm 2016. Lý giải cho xu hướng này, các chuyên gia cho rằng đã có nhiều chuyển động tích cực từ chính phủ đến các bộ ngành địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp và có nhiều chương trình hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thứ nhất là chúng tôi được tài trợ đi học những cái khóa mà nâng cao năng lực của lãnh đạo. Ngoài ra chúng tôi cũng đăng ký cho nhân viên của chúng tôi là những cái quản lý cấp trung đi tham gia để nâng cao cái kiến thức trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng được phát biểu những ý kiến, những cái sáng kiến, những cái đề xuất thẳng thắn với các hiệp hội, với các lãnh đạo của nhà nước và cũng được nhận được sự giúp đỡ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được nắm bắt được những thông tin mới, những xu hướng mới của thị trường, nhu cầu trong nước và nhu cầu trên thế giới để kịp thời
điều hành doanh nghiệp của mình. Với con số này thì rõ ràng là thấy nó có một cái luồng sinh khí mới. Nó bắt đầu từ cái việc cải cách thể chế, bắt đầu từ cái điều kiện kinh doanh, các thủ tục hành chính đã được tháo gỡ. Nó kích thích thêm cho doanh nghiệp. Thứ hai là doanh nghiệp cũng nhận thức ra được là mình phải bật lên, phải tham gia vào thị trường mà cũng không bị hạn chế gì nhiều như trước nữa. Thì đó là một cái luồng sinh khí mới đối với doanh nghiệp. Không chỉ có số liệu thành lập mới, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng có nhiều kết quả khả quan. Theo kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong quý 4 năm 2017 của Tổng cục Thống kê, có 44,8% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 tốt hơn quý 3 năm 2017. 36,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và chỉ có 18,7% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn. Và một cái câu chuyện cũng rất vui trong cái thành lập doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp đó là qua nghiên cứu thì trong cái số doanh nghiệp được thành lập thì có đến 93,7% là doanh nghiệp là đã đi vào hoạt động. Cụ thể nó có cái mã số thuế này, nó có doanh thu phát sinh này, thì thống kê đã đánh giá là có đến 93,7% là doanh nghiệp đi vào hoạt động, thì đấy cũng là một cái điểm sáng của nền kinh tế. Và cũng không phải chỉ là những cái nỗ lực của Thủ tướng, không phải là chỉ những là phát ngôn và thông điệp, mà quan trọng là nó còn đưa vào cái chương trình hành động của Chính phủ. Và đặc biệt là cái chương trình hành động đó đã được thực hiện một cách tương đối đồng bộ ở các bộ ngành và các địa phương. Mà cái sự chuyển động bước đầu như vậy, nó đã tạo ra một cái niềm tin về cái bước phát triển đột phá trong những năm tiếp theo. Với nhiều kết quả đạt được, nhiều doanh nghiệp tỏ ra lạc quan với tình hình doanh thu, lợi nhuận, tổng thể tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo đó, có 48,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý 1 năm nay so với quý 4 năm 2018. 35,7% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và chỉ có 16,1% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn. Năm 2018 thì chúng tôi sẽ đầu tư mạnh cho cái nghiên cứu ở cái trình độ công nghệ cao hơn trong cái lĩnh vực về công nghệ hạt giống. Lĩnh vực về gen di truyền, hợp tác với các viện nghiên cứu trong và ngoài nước để cho ra đời những cái giống cây trồng mới. Và năm 2018 thì chúng tôi sẽ đề nghị công nhận khoảng 3 đến 4 giống cây trồng mới nữa để phục vụ cho cái sản xuất của đất nước. Thì đó là cái dự kiến, và cái tăng trưởng thì nó dự kiến tăng trưởng khoảng từ 15 đến 20%. Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm nay, luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực, kỳ vọng sẽ tạo kênh hỗ trợ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Theo đó, nhiều dự báo cho rằng mục tiêu có hơn 1 triệu doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả đến năm 2020, từ mức hiện nay là hơn 561.000 doanh nghiệp như nghị quyết 35 của Chính phủ đã đề ra có thể đạt được. Và đây chính là động lực phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Dù rất nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mới thuận lợi hơn khi gia nhập thị trường, số lượng doanh nghiệp tăng đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, việc nâng số lượng doanh nghiệp cả chất và lượng còn nhiều khó khăn. Không chỉ nhiều hộ kinh doanh cá thể e ngại lên mô hình doanh nghiệp. Theo ghi nhận của chúng tôi, một thực trạng đáng quan ngại khi một số doanh nghiệp sau khi hoạt động theo mô hình doanh nghiệp lại cho biết muốn chuyển đổi lại thành hộ kinh doanh cá thể. Bởi doanh nghiệp phàn nàn rằng đang phải gánh rất nặng nề vì những thủ tục và quy trình khá phức tạp. Trường hợp anh thì đang đi ngược lại, tức là trước đây anh được là doanh nghiệp, thì anh ở thành phố, nhưng bây giờ anh lại muốn số hộ cá thể cho nó khỏe, tại vì giấy tờ nó làm phiền phức quá. Tại vì lên thì trên ý nghĩa bây giờ nói đó là từ hộ cá thể lên công ty thì tốt, nhưng mà với những người mà có trình độ không đủ, thì bây giờ nè, một người mình bán bình thường á, là chỉ cần có làm hàng ra, bán và lấy tiền là hết. Cao lắm là em biểu anh thu những hóa đơn là mua cái gì đó đầu vào và đưa cho em là được, là xong, tức là đóng thuế khoán, rất là khỏe. Còn anh là người làm doanh nghiệp ấy, là người ta hành anh rất là nhiều. Theo các chuyên gia, nguyên nhân chính gây khó khăn trong nâng số lượng doanh nghiệp còn do nhiều hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, đơn giản, truyền thống gia đình, không có nhu cầu lên doanh nghiệp. Một bộ phận kinh doanh còn e ngại chuyển đổi lên doanh nghiệp bởi sau khi chuyển đổi, nghĩa vụ pháp lý có phần nhiều hơn như giấy phép về môi trường, e ngại các cuộc thanh tra, kiểm tra, thủ tục kê khai, quyết toán thuế, thuê mướn thêm kế toán, làm tăng thêm chi phí gián tiếp. Tại vì đối với doanh nghiệp, người ta đâu có giỏi kế toán, người ta đâu có giỏi về luật thuế, người ta đâu có giỏi mấy cái đó. Anh quy định là chuyện của anh.
Nhưng mà bây giờ tôi không giỏi thì tôi thuê dịch vụ cho những người giỏi họ làm. Nhưng mà bây giờ những dịch vụ đó là gì, quy định của anh ra quá nhiều. Cái người làm dịch vụ cũng không biết là bao nhiêu loại giấy tờ. Mà nhiều lúc anh đâu có kiểm tra liền đâu. Anh đợi 2-3 năm sau, khi 5 năm sau anh mới đi kiểm tra người ta. Rồi anh hỏi là cái này ra sao thì mấy cô kế toán còn nghĩ hết. Cái đề tôi ra phạt. Mà giờ anh rắc rối giấy tờ, tôi nản. Tôi từ doanh nghiệp mà tôi muốn xuống giống ông nông dân cho nó khỏe, xuống cửa hàng cho nó khỏe. Tại vì anh khoán rồi tôi khỏi phải lưu giấy tờ. Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 300 hộ kinh doanh cá thể, 300.000 hộ cá thể. Thực chất tôi nói hơn nữa, dư sức có tiêu chuẩn doanh nghiệp. Nhưng họ không muốn làm cho cái doanh nghiệp. Bởi vì có nhiều cái đó tôi nói thật sự, họ muốn lên doanh nghiệp thôi. Chứ còn nếu doanh số về lao động, về quy mô là so doanh nghiệp các tỉnh thì họ dư. Nhưng tôi gặp họ không muốn làm. Thứ nhất là làm doanh nghiệp phải khai thuế mà tôi khoán thuế phải hợp. Theo các chuyên gia kinh tế, thiếu khả năng tiếp cận thị trường, vốn công nghệ cũng là rào cản chuyển đổi thành doanh nghiệp. Đáng chú ý hơn, mục tiêu lớn nhất của Nghị quyết 35 phấn đấu 1 triệu doanh nghiệp đến năm 2020 là chất lượng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay các chuyên gia còn rất quan ngại về vấn đề chất lượng doanh nghiệp. Theo đó, dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm 2017 đã ghi nhận những kỷ lục, tuy nhiên một số lượng không nhỏ doanh nghiệp chỉ mua bán hóa đơn. Hóa đơn hiện nay thì chúng ta, dù rằng là chúng ta đang hóa đơn đặt in tự in, nhưng các cái doanh nghiệp lợi dụng cơ chế hóa đơn cũng rất là nhiều. Tại sao vậy? Vì hiện nay chúng ta đang lấy hóa đơn là làm gốc, chứ chúng ta chưa nắm được luồng tiền và luồng hàng. Ví dụ người ta chỉ cần có hóa đơn là phá là được. Vậy thì có tình trạng, tôi nhớ đến năm ngoái đây cũng có tình trạng là một cái đơn vị của thép đúng không ạ? Người ta có mua bán hóa đơn, có xuất hành hóa đơn thật, cũng có chuyển tiền qua ngân hàng, nhưng mà không hề có hoạt động mua bán. Bên cạnh đó, phần lớn doanh nghiệp mới có quy mô rất nhỏ, không tạo ra nhiều công ăn việc làm giá trị cho nền kinh tế. Thêm vào đó, theo Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, các doanh nghiệp start-up công nghệ tuy có chủ trương mạnh mẽ để tạo điều kiện phát triển, nhưng khung pháp lý lại chưa hình thành để tạo thuận lợi cho hoạt động. Trong đó, vấn đề thương mại hóa các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo từ ứng dụng công nghệ thông tin đang gặp nhiều khó khăn, bởi các loại hình sản phẩm dịch vụ này đều rất mới, là những ứng dụng lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường và phải chờ đợi rất lâu để được cấp phép, đôi khi làm lỡ cơ hội kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Để hoàn thành mục tiêu 1 triệu doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả năm 2020 của Chính phủ, cần đẩy mạnh nhiều giải pháp cụ thể. Các địa phương đi đầu về khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp thành lập mới sẽ tiếp tục có những giải pháp nào để nâng chất và lượng doanh nghiệp? Chuyên gia có những khuyến nghị ra sao? Doanh nghiệp còn những mong muốn gì? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Một trong những địa phương đi đầu cả nước về mô hình khởi nghiệp, về những giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mới khi gia nhập thị trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiếp nối những thành công đó, trong năm 2018, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho các phong trào khởi nghiệp, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm, một mục tiêu nâng số doanh nghiệp tăng cả chất và lượng. Hoạt động khởi nghiệp là một trong những cái hoạt động mà được chính quyền, được người dân quan tâm và tập trung đẩy mạnh ở tất cả các ngành, các lĩnh vực, ở các địa phương trong thời gian vừa qua. Thì để khởi nghiệp thì Đồng Tháp đã có những cái chính sách kêu gọi hỗ trợ từ các cái doanh nghiệp ở bên ngoài vào Đồng Tháp để triển khai các cái chương trình đầu tư phát triển. Đồng thời ở các ngành, các địa phương và người dân trong từng lĩnh vực một thì cũng sẽ có nhiều cái mô hình, nhiều cái sáng kiến để liên kết với doanh nghiệp để tạo ra những cái sản phẩm mà đặc trưng và có thế mạnh, đặc trưng cho ở lĩnh vực nông nghiệp hoặc là thủy sản hoặc là những cái chuyên ngành mà Đồng Tháp đang có cái thế mạnh mà trước giờ chưa được khai mở, như là một số cây con hoặc là giống mà có thể tạo ra được những sản phẩm mà cung cấp được cho những thị trường. Để số doanh nghiệp đảm bảo cả chất và lượng, doanh nghiệp mong muốn chính quyền các cấp đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp hỗ trợ sau khi doanh nghiệp gia nhập thị trường. Anh muốn người ta lên là ý tốt, nhưng anh phải có dịch vụ hỗ trợ cho họ. Đơn giản đối với người mua bán là họ chỉ biết mua đầu vào bao nhiêu, chi phí nhiều, bán nhiều, hết. Còn những cái gì anh quy định thì họ tính là tôi thuê ông A, ông B, ông C làm dịch vụ báo cáo, cái tài chính, dịch vụ kế toán, dịch vụ gì đó, tôi phải trả bao nhiêu, tôi còn lại lời bao nhiêu. Hồi xưa không phải trả cho dịch vụ đó, thì bây giờ trả hết, tôi còn lợi nhiều thì tôi làm. Anh nói đúng, nhưng mà anh không có tạo ra sân chơi, mà các quan chức thì cứ nói gì đúng quy trình rồi đúng thủ tục.
Theo các chuyên gia, để chất lượng doanh nghiệp đi liền với số lượng, cần có những chế tài đối với các doanh nghiệp thành lập mới làm ăn không chân chính, tạo sân chơi bình đẳng trong kinh doanh, đồng thời cải cách thủ tục hành chính, ổn định chính sách là giải pháp lâu dài giúp doanh nghiệp sớm tạo ra hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả cho nền kinh tế. Thứ nhất, doanh nghiệp cần gì? Cần lớn nhất, hỗ trợ lớn nhất doanh nghiệp. Theo tôi quan điểm là kinh tế vĩ mô ổn định, lãi suất phải giảm được, không có lạm phát, ổn định tỷ giá, chính sách thì không thay đổi thành sách. Thì cái đó là cái đầu tiên doanh nghiệp cần. Và tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng thực sự có nghĩa là gì? Cái anh làm ăn chân chính với anh làm ăn mà không chân chính á, thì phải phân biệt. Không chân chính thì phải có trừng trị, đến chân chính anh tồn tại. Chứ anh mà trốn thuế chứ anh không trốn thuế sống với nhau sao được, đúng không? Thì cái này là cái mà tôi nghĩ rằng cái môi trường đó là đầu tiên doanh nghiệp cần. Nghị quyết xuyên suốt mà. Nghị quyết số 35 là nghị quyết xuyên suốt đến tầm nhìn 2020. Và chúng tôi nghĩ là cái tầm nhìn của chính phủ 1 triệu doanh nghiệp bền vững và chất lượng vào năm 2020 thì nó sẽ thành hiệu quả. Sau chúng tôi nghĩ là cái tuyên ngôn này sẽ là tuyên ngôn hết sức là ý nghĩa, lấy lại niềm tin. Vấn đề nữa tôi nghĩ là không chỉ là chính phủ hành động đâu, mà bản thân các cái cấp tỉnh thành sẽ hành động, doanh nghiệp cũng sẽ hành động để đồng thuận cùng thay đổi cùng chính phủ. Có nghĩa chính phủ đã thay đổi rồi thì bản thân doanh nghiệp chúng ta cũng phải thay đổi chúng ta để kịp thời theo cái xu thế, thay đổi để chúng ta thấy cái sự phục vụ từ phía công chức, sự phục vụ từ chính phủ rồi các cấp tỉnh thành đến từng doanh nghiệp như nào. Bởi vì trong cái sự thay đổi đó thì chúng ta tăng cường cái khâu kiểm tra, giám sát và đánh giá để chúng ta xem là từ hai phía chúng ta đã có nhiều cái sự thay đổi để mọi thứ nó cùng đồng tốc để cùng phát triển hay không. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân đề nghị xây dựng chính sách thương mại hóa rõ ràng để doanh nghiệp khởi nghiệp chủ động được phương án sản xuất và kinh doanh ngay từ những ngày đầu thành lập, đồng thời tiết kiệm thời gian và chi phí thay vì làm trì hoãn thời gian do chờ xin giấy phép cấp các giấy phép mới. Đặc biệt trong chính sách thương mại hóa cần phải xác định các nhóm sản phẩm chiến lược từ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo nhằm cụ thể hóa các quy định ưu tiên các sản phẩm này và phát huy lợi thế sáng tạo. Đến đây, chương trình Tiêu điểm Kinh tế tuần này của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.